Hôm nay đây là một chiếc Classic 500, đây có gắn ống bô đôi. Đây là một anh khách hàng ở tại Hà Nội. Anh này anh gắn thêm một cái yên ở phía sau và một cái cặp bô. Cặp bô này là cặp bô độ hoàn toàn 100% chứ không phải là mua tại hãng. Đó, nhìn thấy cái cổ bô nó đi được máy ra. Tí mình sẽ quay trực tiếp nữa là nó sẽ chia đi theo cái hướng nào nha. Đây là mình quay cái âm thanh. Rồi, quay cái âm thanh. À, chà chà. Quá đẹp. Nghe cái âm thanh rất là đã luôn, nghe rợn da gà luôn á. Quá đẹp. Rồi, cảm ơn Duy. Lớn lớn xíu Duy. Mạnh mạnh xíu nữa, mạnh mạnh xíu nữa. Rồi. Đó. Hai bô này là đều có hơi hết nha. Đổ cho mình có hơi nha. Đều có hơi vô luôn nha. Nổ nghe âm thanh hai bô. Để mình nghe thử nó có đều không. Ồ, hai âm nghe đều luôn nha. Hai âm này nghe rất là chuẩn. Độ nhưng mà hai âm này nghe thoát hơi ra nghe rất là chuẩn. Đây, đây là cái đường ống này là cái đường ống dẫn từ đường máy đi xuống. Họ có một mối hàng từ chỗ này chia qua cái ống bên trái bên này. Cái ống bô zin đó là từ bên phải, hướng bên phải là bên kia. Đây là ống bô từ ở phía bên trái. Đó, nếu như anh chị nào có nhu cầu mà muốn thêm Classic mà gắn hai ống bô thì có thể là thay và mình sẽ độ lại. Đó, cái bô zin là nó nằm từ hướng này, là bô zin là từ phía bên phải của xe. Còn bô này là anh độ thêm đó thì nó cặp lại là ống bên trái của xe. Đó, hai ống bô này là đều có hơi cả. Rồi, tuyệt vời Duy ơi, cảm ơn Duy. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Đó. Mình đó đây là cái cổ đi ra nè. Rất là sành điệu. Rất là sành điệu. Hôm nay là một buổi họp mặt của mấy anh em Royal Enfield. Đây, nói lại, cổ máy đi xuống, có một cái cổ chia để đi ra đây. Một cái cổ chia đi ra đây là cái đường ống bô phụ. Mọi người rất là đang thắc mắc là cái xe Classic này có thể gắn được cái bộ đôi hay không. Thì hôm nay là một bài toán rất là khá thú vị khi mà dành cho các anh em mà hiện giờ đam mê dòng Classic. Đó, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đây, đây, nói lại đây là cái bô độ bô zin. Bô zin là một bô. Đây, hiện giờ mình so sánh luôn. So sánh đây là chiếc bô zin nè. Bô zin thì nó chỉ có là cổ bô đi ra. Bô zin nằm bên tay phải. Đó, bô zin đây. Bô zin đây. Đó, hai chiếc cặp kè, hai anh em Classic có gắn thêm bô đôi cho xe. Quá tuyệt vời. Xin chia sẻ thì đây là một chiếc xe bô hiện giờ anh khách hàng này đã độ lên là hai ống bô, về giá trị thiệt hại nằm tầm khoảng 6 triệu và đang thực hiện ở tại thủ đô Hà Nội. Chà chà chà, quá đẹp. Đó. Đó, nếu như mình nhìn thấy cái bô zin nó thì nó sẽ không có từ phía bên tay trái. Đó. Một anh quản lý của Triumph ké vai vào trong Royal Enfield. Oh, cảm ơn các bạn ủng hộ Royal Enfield. Mua xe Royal Enfield nha. Classic 500 ạ. À. Đó, wow, quá đẹp luôn. Video này em hy vọng là sẽ có 100.000 người xem trong vòng 1 tuần. Yeah. 100.000 người xem thì các anh chị sẽ ủng hộ Châu theo số điện thoại 0938 110708 để mua xe Royal Enfield.
hy vọng là năm 2018 sẽ bán được 1.000 xe Royal Enfield tại thủ đô Hà Nội. 3.000 xe luôn. Dạ, 3.000 xe luôn. Cảm ơn anh chị. Đó, nhắc lại đây. Bồ Đỗ. Đó, cái xe này là cái yên này là không có yên này, yên solo nè. Giờ đang gắn yên thêm rồi nè. Đó, đang gắn yên thêm. Bồ cha cha cha. Cha cha cha, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Quay lại. Quay lại, quay lại, quay lại. Rồi nếu như anh chị có nhu cầu mà tìm hiểu thêm các thông tin về xe Royal Enfield tại Việt Nam thì xin vui lòng kích vào cái link ở phía dưới cái YouTube này, thì Châu cũng sẽ để thêm các thông tin về các dòng xe mô tô Royal Enfield tại Việt Nam. Các anh chị cũng rất là, các anh chị ở tại các vùng miền thì ủng hộ Châu theo số điện thoại 0938110708 để biết thêm thông tin chi tiết về Royal Enfield. Xin cảm ơn.